và mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng cây cúc tần vào trong chậu để chúng ta treo trang trí ở ban công, cửa sổ hoặc là tạo thành một bức rèm để vừa giảm nắng vừa giúp điều hòa khí hậu trong nhà. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình nó là một chậu dài để trồng cây cúc tần. Thường thì chúng ta sẽ treo nó ở trên ban công hoặc là trên lầu cao để cành lá nó rủ xuống. Thì chúng ta sẽ dùng chậu treo như thế này. Đây là chậu hình chữ nhật mình đã chuẩn bị. Chậu này là chậu trồng cây thông minh. Bên ngoài nó sẽ có một cái khung như thế này để giúp chúng ta treo nó lên ban công hoặc là cửa sổ. Tiếp theo là bên trong của nó sẽ có một lớp lưới như thế này. Thì khi chúng ta trồng cây, chúng ta sẽ đổ giá thể lên trên cái lớp lưới này và trồng cây bên trên. Thì khi tưới nhiều nước hoặc là mùa mưa thì phần nước thừa nó sẽ rút xuống dưới nhanh, nó thoát ra ngoài và sẽ không gây úng cho cây. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy phía trong chậu này thì phần đáy của nó sẽ trũng xuống, hơi trũng xuống như thế này chứ không phải là bằng phẳng. Đây là hai lỗ thoát nước của nó. Nó sẽ cao hơn so với mặt bằng của phần đáy. Khi chúng ta tưới vào mùa hè mà sợ thiếu nước thì chúng ta có thể tưới nhiều. Phần nước thừa sẽ thoát qua tấm lưới và sẽ được dự trữ ở phía dưới này. Nếu như mà quá nhiều thì nó sẽ thoát ra lỗ thoát nước này thì sẽ không bị ngập úng. Còn phần nước dự trữ này thì cây sẽ tự động lấy lên và tiết kiệm được thời gian tưới cho chúng ta rất là nhiều. Để trồng cây cúc tần trong chậu này với chiều dài như vậy thì chúng ta sẽ trồng 5 cây trong một chậu, 5 bầu như thế này. Ở đây mình đã chuẩn bị được 5 bầu cây cúc tần. Tiếp theo là đất trồng. Mình sẽ trộn xơ dừa, phân bò, tro trấu và trấu tươi để trồng cây. Tỷ lệ mình dùng lại bằng nhau. Giá thể mình đã chuẩn bị xong. Nó tơi xốp và nó không hề bị bón cục, giúp cho thoát nước tốt hơn. Tiếp theo là mình sẽ trồng cây. Đầu tiên các bạn sẽ đổ một lớp giá thể tầm 1-2cm xuống phía dưới phần đáy chậu. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đổ lên trên lớp lưới và không bỏ lớp lưới ra. Lớp giá thể mình sẽ dàn đều như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cây cúc tần ra và trồng vào chậu. Đây là chậu cây cúc tần, nó sẽ được trồng trong bầu nhựa như thế này. Thì các bạn sẽ không nắm ở phần thân cây và kéo ra để tránh hạn chế việc tổn thương rễ cho cây. Mình sẽ dùng kéo hoặc là dao cắt phần bầu này. Chúng ta sẽ cắt ở hai bên phần bầu. Và lấy cây ra thì sẽ dễ dàng hơn, không bị tổn thương rễ. Chúng ta sẽ được nguyên cả một bầu rễ của cây, không bị bể bầu hoặc là tổn thương rễ, đứt phần rễ cây quá nhiều. Như thế này. Các bạn sẽ đặt cây vào ở trong chậu. Các bạn lưu ý là chúng ta trồng để treo ở ban công cho rủ xuống, nên là cái phần rủ cành dài của cây nó sẽ hướng về phía bên ngoài. Và đối với những chậu còn lại thì các bạn cũng làm tương tự, là cho nó ngã ra cùng một hướng, tránh cho cây ngã ra trước phía sau thì nó sẽ bị lộn xộn lúc chúng ta đem lên ban công hoặc là đặt so lê ở các sông của ban công thì nó không đều, lúc đó thì rất là xấu. Chúng ta sẽ trồng cây và hướng chậu, hướng bầu nó sẽ hơi nghiêng ngả về phía trước. Và sau khi đã đặt 5 cây vào trong chậu như thế này, khoảng cách thì đều nhau, giữa cây với cây thì khoảng tầm 10cm. Và hướng sẽ ngã ra một hướng như thế này về phía trước. Tiếp theo các bạn sẽ thêm phần giá thể còn lại để phủ hết phần gốc của cây. Như vậy là chúng ta đã trồng xong được một chậu cúc tần rồi, trong chậu dài như thế này. Lưu ý là các bạn khi đổ giá thể lên trên mặt chậu thì sẽ không đổ đầy. Như vậy thì lúc tưới thì phần nước nó sẽ bị tràn ra ngoài, hoặc là khi bón phân thì phân nó sẽ bị dễ bị rơi ra ngoài. Do đó chúng ta sẽ trồng cách miệng chậu là từ 0.5 đến 1cm, chứ không trồng đầy quá. Đây là chậu. Và đây là chậu cúc tần chúng ta đã trồng hoàn thành xong.
khi các bạn trồng xong thì các bạn sẽ bỏ nó vào trong khung và treo ở các vị trí trên cao giống như là trên ban công, đặt xen kẽ với các khung của nó, hoặc là trên tường, trên giàn cao để cây buông lũ xuống vừa che nắng và vừa giảm nhiệt cho không gian sống của chúng ta. Rồi mình treo nó ở vị trí thấp này để hướng dẫn các bạn chăm sóc nó thuận tiện hơn nhé. Đầu tiên là cái chậu treo này, cái bộ khung của nó khi mà chúng ta treo lên trên một cái cây xung quanh hoặc là giàn thì nó sẽ có hướng ngã ra giúp cho cây nó rũ xuống, nó thòng xuống trên phía bên dưới dễ hơn. Khi chúng ta tưới thì sẽ tưới vào phần trên này và nước nó sẽ lan xuống cái phần dưới cho tất cả các bề mặt chậu đều có nước. Đồng thời thì để nghiêng như thế này khi mà chúng ta bón phân á thì nó sẽ dễ dàng hơn so với việc để nằm ngang, là các bạn có thể thấy được cái vị trí mình bón phân luôn. Ở phía trên này chúng ta sẽ không bón trực tiếp vào phần gốc cây, các gốc cây như thế này, mà sẽ bón vào phần phía trên sát thành như thế này. Khi tưới thì phân bón nó sẽ đi theo nước, nó sẽ xuống mình để cây hấp thụ được. Cây cúc tần là cây ưa nắng nên các vị trí bạn đặt là phải có ánh nắng hoặc là ánh sáng trực tiếp, có thể đặt ở ban công ngoài cửa sổ hoặc là trồng ở giàn ngoài vườn cũng được. Nhưng nếu chúng ta trồng ở trong tối quá hoặc là trong bóng râm quá thì bắt đầu cây lá sẽ thưa, lá nhỏ và không phát triển tốt. Cho đó chúng ta nên đưa cây ra ngoài nắng vừa giúp che mát và cây phát triển tốt hơn. Thông thường thì vào mùa nắng cây chỉ cần tưới nước là có thể xanh tươi được. Nhưng vào mùa mưa các bạn nên hạn chế tưới nước cho cây để tránh tình trạng gây ngập úng. Các bạn nên tưới một ngày từ 1